Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và các bạn đến với chuyên mục tiêu điểm đầu tư tuần và cập nhật cổ phiếu nổi bật do công ty chứng khoán Maybank Investment thực hiện. Tôi là Thúy Quỳnh, chuyên viên phát triển kinh doanh, rất hoan được đồng hành cùng quý anh chị trong chuyên mục hôm nay. Và vẫn như thường lệ, nhân vật quen thuộc sẽ chia sẻ với quý anh chị cái nhìn toàn diện hơn về thị trường cũng như cập nhật các thông tin hữu ích về các mã cổ phiếu trong tuần giao dịch sắp tới này, chính là anh Nguyễn Thanh Lâm, trưởng phòng phân tích khối khách hàng cá nhân của Maybank Investment. Dạ em chào anh ạ. Dạ thưa anh, VN Index tuần qua có mức giảm kỷ lục khi bốc hơi 146 điểm, tương đương với 11%, và thị trường lại có những phiên bán tháo với hàng trăm mã cổ phiếu giảm sàn liên tục. Theo những chia sẻ trước đó của anh cũng như bên phía bộ phận research, mọi người cho rằng áp lực bán giải chấp dường như đã hạ nhiệt trước bối cảnh nhu cầu margin đã giảm đi nhiều. Vậy theo anh, tại sao trong tuần qua lại có những phiên giảm liên tục như vậy ạ? Chúng ta nói một tí về cái vấn đề bán giải chấp. Một trong những cái nguyên nhân có thể được coi là quan trọng hiện tại bây giờ khiến cho thị trường nó giảm, thì như chúng ta cũng biết với nhau, đây là một cái vấn đề nó mang tính chất hiệu ứng về cái việc là tuyết lở. Chúng ta có thể thấy rằng là khi mà ở cái vùng giá phía trên, trong cái phần trao đổi ở trong tuần trước, khi mà chúng ta ngồi và nói chuyện với nhau, chúng ta dựa trên cái vùng điểm hiện tại vào lúc đó của chỉ số VN-Index và đặt ở trong một cái base case, có nghĩa là một cái kịch bản trung tính rằng là thị trường có thể là sẽ dao động xung quanh ở cái vùng giá đó. Thì dựa trên cái vấn đề đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là cái áp lực giải chấp nó sẽ được nhìn nhận là giảm đi, bởi vì là cái việc sử dụng vốn vay của nhà đầu tư rõ ràng là nó cũng có giảm đi ở trong cái giai đoạn thị trường liên tục sụt giảm vừa rồi. Tuy nhiên thì như chúng ta cũng biết với nhau, đó là trong cái tuần lễ vừa rồi, đặc biệt là hai cái phiên ngày thứ 5 và ngày thứ 6, sau khi mà thị trường có một số những cái gắn gượng nhất định ở trong giai đoạn nửa đầu tuần, thì có vẻ như một lần nữa cái niềm tin của nhà đầu tư bị thử thách đến gọi là cái mức rất là cực đại, và nó khiến cho thị trường một lần nữa xuất hiện cái hiện tượng bán tháo hàng loạt ở trong cái phiên ngày thứ 5 và ngày thứ 6, với gần như là hơn phân nửa thị trường là giảm và giảm sàn. Thì điều đó nó dẫn đến cái việc rằng là cái áp lực for sale, cái áp lực về giải chấp nó sẽ một lần nữa nó tăng lên trở lại dựa trên cái vấn đề này, và cứ như vậy nó đi tiếp. Tất nhiên cái gọi là cái giá trị về giải chấp thì dần dần nó sẽ được thu hẹp lại thôi. Nhưng mà trong một cái bối cảnh mà nếu như thị trường vẫn cứ rơi gần như là tự do như vậy, thì xét ở trong ngắn hạn, một phiên hai phiên, thì cái áp lực giải chấp nó sẽ có cái cường độ tăng lên trở lại ở trong một hai phiên đấy. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Thì sự biến động mạnh của thị trường thế giới tuần qua vẫn tiếp tục là một phần trong những nguyên do dẫn đến tình trạng tiêu cực của thị trường trong nước. Thì trong tuần qua, bức tranh giao dịch của các sàn giao dịch trên thế giới vẫn trong trạng thái không mấy tích cực, phải không anh? Đúng rồi, trong tuần qua thì thị trường thế giới nói chung ở trong một cái sắc đỏ. Nếu mà chúng ta xét ở trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta, thì tất nhiên một lần nữa chúng ta thấy rằng là cái mức giảm của thị trường Việt Nam nó vẫn là một cái gì đấy rất là khác so với lại cái phần còn lại, với cái kết quả giảm 11%. Nhưng mà cũng phải nói thêm rằng là trong cái tuần lễ vừa rồi thì thị trường các nước trong Đông Nam Á thì cũng đều giảm thôi. Và cái mức giảm của cái quốc gia kế chúng ta về cái mức giảm mạnh là Indo, với cái mức giảm 8,7% cũng là một mức giảm rất là lớn. Và một số thị trường khác thì cũng giảm mạnh, ví dụ như Philippines giảm khoảng 5,6%, Singapore giảm 3%, Thái Lan giảm 2,6%, hay là Malaysia giảm 1,3%. Thì nhìn chung đó là một cái bức tranh tương đối là tiêu cực về cái diễn biến của thị trường khu vực ở trong tuần lễ vừa rồi. Cái diễn biến tiêu cực này nó cũng lan rộng ra ở trên cái bình diện tất cả những cái thị trường khác. Ví dụ chúng ta thấy với nhau, ở cái thị trường chứng khoán lớn nhất của thế giới là Hoa Kỳ, thì cả ba chỉ số chính đều điều chỉnh mạnh. Chúng ta có Dow Jones điều chỉnh 3,8%, S&P giảm 5,2% và Nasdaq giảm 7,7%. Những cái thị trường châu Á lớn khác thì phần lớn cũng nằm ở trong sắc đỏ thôi, ngoại trừ duy nhất có Shanghai là ghi nhận mức hồi phục khoảng 2,8%. Dạ vâng ạ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nói sơ qua về bức tranh các dòng tiền trên thị trường. Thì trong khi áp lực bán tháo vẫn diễn ra liên tục trong tuần qua, với nhân tố chính đến từ dòng tiền của cá nhân trong nước, thì dòng tiền của khối ngoại được xem là một điểm tích cực của thị trường trong tuần qua, khi họ mua ròng tới 1.750 tỷ đồng. Mặc dù tỷ lệ giao dịch này không chiếm quá nhiều trong tổng giao dịch của thị trường, nhưng chúng ta có thể xem đây là một yếu tố tích cực để kỳ vọng cho dài hạn cho thị trường trong tương lai sắp tới không ạ?
Như chúng ta cũng thấy với nhau dựa trên cái đồ thị về cái nhóm nhà đầu tư nước ngoài mua bán thì chúng ta thấy rằng là trong khoảng 8 tuần trở lại đây thì có đến 6 tuần là nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng rồi. Đây là một cái diễn biến nó rất là khác và khác hẳn luôn so với lại cái giai đoạn trước đó cũng như là giai đoạn nửa cuối của năm 2021. Có lẽ là cũng đã tương đối lâu rồi chúng ta mới thấy rằng là cái tần suất mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài họ quay trở lại với một cái cách tương đối là đều và dồn dập như vậy. Thì với cá nhân anh thì anh nghĩ rằng đây là một cái diễn biến tích cực, bởi vì như chúng ta cũng thấy với nhau rằng là cái việc mà khối ngoại giải ngân mua ròng nó cũng diễn ra gần như đồng thời với lại cái việc thị trường chúng ta lao dốc ở trong cái 6-7 tuần vừa rồi. Ở một chừng mực nào đấy nó cho thấy một cái điều rằng là khi mà thị trường Việt Nam giảm và có phần giảm mạnh hơn đáng kể so với lại phần còn lại thì các nhà đầu tư nước ngoài đã nhìn nhận đây là một cái cơ hội để mà họ có thể giải ngân cái đồng vốn của mình. Và tất nhiên như chúng ta cũng biết với nhau đó là phần lớn thì những cái dòng tiền nước ngoài thì cái tầm nhìn của họ nó là cái tầm nhìn về trung dài hạn, cho nên rằng là sẽ không quá lời khi mà nói rằng là với cái việc giải ngân này thì nó cũng cho thấy rằng là họ nhìn nhận cái triển vọng về trung dài hạn của thị trường Việt Nam chúng ta trong giai đoạn sắp tới đây là tương đối là tích cực để mà họ có thể nghĩ đến cái việc rằng là giải ngân và kiếm lời từ cái việc đầu tư này và trong cái giai đoạn hiện tại bây giờ. Dạ vâng ạ. Thì thanh khoản bình quân trong tuần qua có cải thiện hơn so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn so với mức bình quân từ đầu năm cho đến nay. Đang có những lo ngại là việc nhà đầu tư thua lỗ sẽ rút khỏi thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó thì các quỹ và các nhà tạo lập thị trường cũng đang phải lao đao khiến cho dòng tiền trên thị trường yếu ớt như vậy, chứ không phải là cạn kiệt thanh khoản như bình thường. Thì quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào ạ? Khi mà bàn về câu chuyện thanh khoản ở trong giai đoạn hiện tại bây giờ thì thứ nhất là về mặt số liệu trước chúng ta thấy với nhau rất là rõ ràng rằng là thanh khoản đang yếu, đó là cái chúng ta phải phải nhìn nhận khi mà nhìn về số liệu. Tuy nhiên thì để giải thích cho cái chuyện yếu này nó cũng có nhiều vấn đề. Một thì một cách gọi là trực tiếp nhất thì chúng ta biết với nhau rồi, giai đoạn vừa rồi thị trường rơi rất là mạnh. Chắc chắn một phần các cái nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư F0, nhà đầu tư mới, họ sẽ không thể chịu được cái cú sốc này và sẽ rời bỏ thị trường. Cá nhân anh nghĩ rằng là sẽ có một cái bộ phận nhà đầu tư sẽ thực hiện cái điều đó, bởi vì rõ ràng chúng ta cũng phải thẳng thắn với nhau rằng là cái việc mà thị trường rớt liên tục 6 tuần lễ với 22% là một cái diễn biến mà có lẽ nói không quá lời rằng là ngay cả đối với lại các nhà đầu tư FN, nghĩa là nhà đầu tư lâu năm, cũng cảm thấy rất là sốc với lại cái diễn biến này. Chứ đừng nói chi là các nhà đầu tư F0 với cái sự tham gia vào thị trường chỉ mới 1 năm trở lại đây và gần như là chưa phải đón nhận một cái cú sốc nào quá lớn cả. Thì họ không chuẩn bị cái tâm lý với chuyện này, cho nên rằng là cái việc họ rời bỏ thị trường là sẽ có. Tuy nhiên thì cá nhân anh thì lại không nghĩ rằng là cái vấn đề thanh khoản hiện tại bây giờ nó giảm xuống là bởi vì đơn giản chỉ là vì cái vấn đề này. Trong một cái bối cảnh mà thị trường giảm mạnh và liên tục như vậy thì cái hoạt động gọi là cái hoạt động trading, cái hoạt động giao dịch lướt sóng, cái hoạt động giao dịch ngắn hạn chắc chắn nó cũng sẽ bị thu hẹp lại. Ví dụ bây giờ các nhà đầu tư đang gọi là có những cái khoản đầu tư thua lỗ hoặc là đang ở trong một cái giai đoạn khó khăn và họ cũng nhìn thấy cái việc rằng là thị trường còn đang ở trong một cái giai đoạn đầy biến động như vậy thì bản thân có lẽ chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ rất là khó để có thể đưa ra các cái quyết định giao dịch thường xuyên giống như là giai đoạn trước đây. Thì chính cái điều đấy, cái tần suất trading nó giảm xuống, nó cũng làm giảm đi cái tỷ lệ thanh khoản, chứ không hẳn là vì cái vấn đề là tiền nó rút ra khỏi 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 cái kênh đầu tư chứng khoán. Thì cá nhân anh nghĩ rằng là cái hiện tượng này, cái vấn đề này nó quan trọng hơn. Thêm một cái vấn đề nữa đó là cung cầu có thể là cũng chưa thật sự gặp nhau. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là bây giờ rõ ràng có rất nhiều người muốn bán, nhưng mà phía người mua, những cái người mà họ có tiền và có cái động lực để mua thì họ cũng nhìn nhận thấy được cái điều rằng là bên bán đang rất là hoảng loạn, và bản thân họ vào thời điểm này có cái quyền được trả giá, có cái quyền được gọi là chờ đợi để cho thị trường có những cái mức giá chiết khấu thậm chí là tốt hơn cho cái việc giao dịch của họ. Vì vậy cho nên tụ chung tất cả những yếu tố đó lại, nó dẫn đến cái việc rằng là chúng ta có một cái mức độ thanh khoản không có cao vào cái giai đoạn hiện tại bây giờ. Nhưng khi mà cái tâm lý của thị trường nó được cải thiện trở lại thì có thể cái, tất nhiên chúng ta không có kỳ vọng cái việc thanh khoản nó sẽ hồi phục lại được như là cái giai đoạn đỉnh điểm ở trong thời gian trước đây. Nhưng mà cá nhân anh thì vẫn nghĩ rằng là cái thanh khoản sẽ có sự cải thiện nếu như chúng ta bắt đầu, thị trường bắt đầu cầm máu được và có được những cái điểm cân bằng của mình. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Thì thêm một câu hỏi nữa là khi mà ôm những cái cổ phiếu đầu tư, những cái cổ phiếu rác mà khi vắng bóng đội lá thì khiến cho danh mục tài sản bay hơi thì đã đành.
Tuy nhiên, với những nhà đầu tư chân chính, họ nắm giữ tỷ trọng những danh mục những cổ phiếu cơ bản tốt bằng tiền tươi thóc thật, nhưng mà vẫn phải chịu tình cảnh là danh mục lỗ 30-50% trong giai đoạn vừa qua, thì chiến lược cho nhà đầu tư họ nên xử lý như thế nào trong thời điểm này ạ? Thật ra thì đó vừa là cái sự gọi là cái điều mà em vừa mới nói, nó vừa là cái sự gọi là tàn nhẫn của thị trường, nhưng mà đồng thời ở một chừng mực nào đó thì nó cũng là một cái nét đẹp muôn thuở của chứng khoán. Có nghĩa rằng là khi mà thị trường gặp phải những cái vấn đề, đôi khi có những cái sự vô lý nó xuất hiện, và nó xuất hiện ở trong một khoảng thời gian có thể rất là kéo dài. Thì cá nhân Lâm cũng hoàn toàn chia sẻ cái việc rằng là trong thời gian vừa qua, cái việc đúng là nếu như chúng ta đầu tư những cái hàng đổi lái hay là này nọ, thì đó là cái việc chúng ta take risk, chúng ta chấp nhận rủi ro cao, thì đổi lại cái việc mà hiện tại bây giờ thì nó cũng không có gì để bàn. Nhưng mà đúng là thị trường đã bị liên đới qua những cả những cái cổ phiếu mà gọi là đầu tư hay là cơ bản có một cái định giá hấp dẫn, vì nó lại cứ hấp dẫn hơn, nó lại cứ rẻ hơn ở trong giai đoạn vừa qua. Thì đối với lại những nhà đầu tư mà đang giữ những cái cổ phiếu này, thì cá nhân Lâm có những cái lời chia sẻ thế này. Cái đầu tiên hết đó là vẫn phải rất là tùy vào cái gọi là cái ngưỡng chịu đựng rủi ro của từng nhà đầu tư, bởi vì mỗi người mỗi khác. Cái tỷ trọng của từng nhà đầu tư cũng mỗi người mỗi khác luôn. Có người bây giờ có thể là đang 80% là cổ phiếu, 20% tiền mặt. Có người bây giờ lại đang sử dụng margin rồi. Thậm chí có những người có thể là đã full đồng bảng tài chính luôn rồi. Thì nó rất là khác nhau. Cho nên cái đầu tiên hết cần phải quan tâm đó là chúng ta phải làm sao để cho chúng ta có được cái sự chủ động. Cái này là cái quan trọng nhất. Bởi vì rõ ràng không ai chúng ta biết được, mặc dù là thị trường đã rẻ rồi đó, nhưng mà nó hoàn toàn có thể rẻ hơn nữa ở trong ngắn hạn. Đó là điều chúng ta không mong muốn, nhưng mà chúng ta cũng không chắc chắn được về cái chuyện rằng thị trường đã tạo đáy hay chưa. Vì vậy cho nên trong một cái bối cảnh như vậy thì cái sự chủ động nó sẽ là cái quan trọng nhất. Với những nhà đầu tư nào bây giờ mà đã ngấp nghé cái ngưỡng gọi là rủi ro, có thể là sẽ bị fork sale, bị giải chấp, thì lời khuyên có lẽ là mặc dù là sẽ hơi đau đớn một chút, nhưng mà nhà đầu tư vẫn sẽ cần phải điều chỉnh cái tỷ trọng cổ phiếu của mình sao cho nó an toàn hơn, để đảm bảo được rằng là chống chịu được với một cái downside tiếp tục đối với lại cổ phiếu của mình thêm đâu đó khoảng tầm 15% được, Lâm nghĩ vậy. Thì đó là cái mức mà nhà đầu tư có thể cân nhắc để mà thực hiện. Còn tất nhiên đối với lại những nhà đầu tư nào mà cái gọi là cái an toàn vốn nó vẫn đang ở mức cao và mức tốt, thì cá nhân Lâm nghĩ rằng là khi mà chúng ta đang nắm giữ được những cái cổ phiếu có định giá tốt, và trong một cái bối cảnh thị trường nó đang quá mức hoảng loạn như thế này, thì có lẽ là chúng ta nên kiên nhẫn thêm đối với lại những cổ phiếu này, chúng ta nên chờ đợi thêm. Bởi vì khi mà cái sự hoảng loạn qua đi thì Lâm vẫn nghĩ rằng là thị trường sẽ có những cái sự vận hành quay trở về lại với cái logic bình thường của nó. Thì đó là lúc mà những cái cổ phiếu mà thật sự gọi là nó vui là vàng thật, thì nó sẽ phát huy trở lại được cái giá trị của nó tốt hơn rất là nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Thì quay trở lại với góc nhìn phân tích kỹ thuật, thì liên tục các mức hỗ trợ mạnh hoặc là cực mạnh đều bị thủng, và hiện tại là thị trường đang dao động quanh mốc 1.200 điểm. Thì mặc dù hiện tại vẫn chưa có thể xác nhận được là mốc 1.200 điểm là bị thủng hay chưa, tuy nhiên kỳ vọng của anh trong tuần sắp tới này sẽ như thế nào ạ? Đặc biệt là trong tuần này chúng ta sẽ có phiên đáo hạn phái sinh à? Đúng rồi, trong tuần này thì một trong những cái điểm mà nhà đầu tư sẽ cần lưu ý đó là chúng ta sẽ có cái đáo hạn phái sinh. Và rõ ràng trong thứ năm thứ sáu tuần trước thị trường đã giảm rất là mạnh rồi, vì vậy cho nên rằng là cái áp lực về giải chấp, về fork sale dự kiến là sẽ ở một cái mức cao trong đâu đó thứ hai và thứ ba, nghĩa là đầu tuần này. Thì cá nhân Lâm nghĩ rằng là đâu đó cái diễn biến về góc độ giá, về góc độ kỹ thuật ấy, thì phiên thứ hai hoặc là tệ hơn nữa là thêm một phiên thứ ba, thị trường vẫn sẽ phải đối diện với lại một cái áp lực bán khá là mạnh. Tuy nhiên thì đây cũng là cái vùng giá mà cung cầu có vẻ là cũng bắt đầu gặp nhau được nhiều hơn rồi đó. Tại vì nếu chúng ta nhìn lại với nhau trong cái phiên ngày thứ sáu, chúng ta sẽ thấy rằng là thanh khoản đã có một cái phiên tăng tốt về góc độ giao dịch, khối lượng giao dịch đã tăng tốt hơn đáng kể trong khoảng một tháng trở lại đây. Đây là cái mức vào loại cao nhất trong khoảng một tháng trở lại đây rồi. Thì nó cũng cho thấy một cái điều rằng từ cái vùng giá này thì cái sự gọi là cái sự tham lam của phía bên người mua đã bắt đầu nhiều hơn. Tất nhiên cái sự tham lam này có đủ để
ngăn được cái đà giảm giá vốn đang rất là mạnh ở trong ngày thứ năm, ngày thứ sáu hay không thì chúng ta không chắc với nhau, nhưng mà ít nhất chúng ta thấy được đã có cái sự giao thoa về cung cầu lớn hơn rất là nhiều trong giai đoạn hiện tại bây giờ. Thì đó là cái điểm để mà chúng ta có quyền kỳ vọng rằng là thị trường đâu đó trong phiên thứ hai, thứ ba có thể là sẽ tạo được một cái sự cân bằng trong ngắn hạn. Và sau đó thì nếu như mọi thứ ổn định hơn thì có thể là một cái pha phục hồi nó sẽ xảy ra. Thì cái vùng hỗ trợ gần nhất hiện tại bây giờ của chỉ số là 1180 thì nó rất là gần với lại cái mức giá đóng cửa của phiên ngày thứ 6. Cho nên rằng đây cũng là cái vùng được đánh giá là tương đối là mỏng manh. Cái hỗ trợ xa hơn nữa thì khoảng 1120 điểm. Tất nhiên cũng không nhất thiết là thị trường phải giảm về đúng cái mức này thì nó mới tăng, nhưng mà đây là một cái ngưỡng để nhà đầu tư có thể cân nhắc. Còn cái kháng cự gần nhất hiện tại bây giờ của thị trường thì nó vẫn ở mức khoảng 1329 điểm. Thì một cái pha hồi phục nếu mà diễn ra thì có thể là sẽ kỳ vọng cái việc là thị trường quay về lại được lanh quanh cái mức này trước khi mà xác định những cái chiều hướng đi tiếp theo. Thì đó là những cái góc nhìn gọi là cơ bản về phân tích kỹ thuật. Còn trong tuần này thì ngoài cái việc phân tích kỹ thuật ra, chúng ta cũng cần lưu ý là phiên thứ năm là cái phiên đáo hạn phái sinh, và dự kiến có thể là vẫn sẽ có một số những cái áp lực nhất định ở trong cái phiên này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết với nhau đó là vào cuối tuần này thì Ủy ban Chứng khoán cũng đã ra một cái thông báo về cái việc là sẽ có hai vấn đề, đó là cung cấp lại dữ liệu về tự doanh của công ty chứng khoán, và cái quan trọng hơn nó ảnh hưởng trực tiếp đến tuần này, đó là cái cách tính giá của cái ngày đáo hạn phái sinh. Thay vì là sẽ lấy 15 phút cuối, thì nghĩa là 15 phút ATC thì chúng ta sẽ lấy 30 phút. Thì cái này theo quan điểm cá nhân của Lâm thì Lâm nghĩ rằng là nó sẽ phần nào đó giảm bớt đi cái gọi là cái sự bất ngờ, hay là cái sự gọi là thông thường ở những cái lần trước. Chúng ta nhớ với nhau ở lần gần nhất đi, thì chúng ta thấy với nhau rằng là cái áp lực bán ở trong cái phiên ATC, đặc biệt là những phút cuối của phiên ATC, nó mạnh một cách đột ngột ở trong cái giai đoạn đấy. Thì tất nhiên chúng ta không có đủ dữ liệu để mà khẳng định, nhưng mà một phần có thể nó đến từ cái việc là đóng các cái nghiệp vụ arbitrage của công ty chứng khoán và quỹ. Thì trong cái cách điều chỉnh lại cái việc tính giá phái sinh ở lần này thì khả năng có thể là các cái đối tượng này họ sẽ phải dàn đều cái việc đóng vị thế của mình ra. Từ đó nó sẽ dẫn đến cái việc rằng là sẽ không có tạo ra những cái cú sốc quá lớn cho thị trường ở trong cái phiên này. Thì chúng ta phải cùng chờ xem để xem là điều đó nó có diễn ra hay không. Dạ vâng, một lần nữa em xin cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ hết sức là chi tiết và giá trị. Thông qua những thông tin trên, Thúy Quỳnh hy vọng quý anh chị nhà đầu tư đã có được cho mình cái nhìn toàn diện hơn về thị trường, từ đó có được chiến lược đầu tư phù hợp và hiệu quả hơn. Đến đây thì thời lượng cho chương mục cũng đã kết thúc. Nếu quý anh chị còn có những thắc mắc gì, xin hãy để lại cho chúng tôi ở phần bình luận bên dưới, hoặc liên hệ trực tiếp thông qua số hotline của công ty. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Thúy Quỳnh xin kính chúc quý anh chị một tuần mới tràn đầy năng lượng và giao dịch hiệu quả. Và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của MyBank Investment Bank để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những số phát sóng tiếp theo.